các cách đơn giản chữa ốm ngán. Mẹ bầu ơi, mẹ đã biết có những cách rất đơn giản nhưng lại chữa ốm ngán hiệu quả. Gừng vốn nổi tiếng với khả năng chữa ốm ngán, giảm đau, chống táo bón. Mẹ bầu có thể dùng kẹo gừng hoặc trà gừng đều được. Mẹ cũng đừng quên chuối. Vitamin B6 trong chuối có thể giảm chứng buồn nôn khi mang thai. Một cách cũng khá hiệu quả để giảm sự khó chịu là giữ dạ dày hoạt động liên tục. Mẹ bầu có thể nhâm nhi bánh quy, đồ ăn nhẹ, hoặc mẹ có thể chia nhỏ bữa ăn từ 3 bữa chính thành 5-6 bữa nhỏ một ngày. Uống nhiều nước cũng giảm buồn nôn, hơn nữa còn giảm sự mệt mỏi vì mất nước. Bên cạnh việc ăn uống, đi bộ cũng giúp tăng cường sức khỏe và hạn chế việc ốm ngán.